dân gian có câu lương y như từ mẫu, quả đúng là như thế. Các bác sĩ đã chăm sóc các cầu thủ bằng cả cái tâm của người thầy thuốc. Qua 2 ngày điều trị ở đây thì có được các bác sĩ cũng chăm sóc, kiểm tra những chỗ đau của em tận tình, có những công việc để hỗ trợ giúp em làm đỡ đau hơn. Em cảm thấy nó thoải mái hơn, cũng ít đau hơn nhiều rồi. Kết quả của sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ đã thể hiện rõ qua việc ba cầu thủ đã trở lại thi đấu và các anh đã trở lại với một tinh thần cùng với một sức khỏe vô cùng tốt. Qua những ngày mà điều trị ở bên bác sĩ thì em thấy vết thương của em cũng đỡ hơn nhiều và có thể ổn định để thi đấu tốt hơn lúc trước. Nhờ có bên bộ phận bác sĩ điều trị cho em thì em cảm thấy vào sân thi đấu nó không còn đau nữa và chạy nhiều hơn, tốt hơn. Trải qua hai trận đấu của U20 là màn trình diễn của U20 là em thấy là tạm ổn, bởi vì cái quá trình của em tập trung là cũng không được nhiều nên chúng em đánh như thế cũng gọi là hài lòng. Và bán kết thì chúng em cố gắng đá thật tốt để sẽ có một tấm vé đã chung kết rồi.